Vâng, xin chào các bạn anh em. Trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn anh em một cái máy trà tường mới ra ở ngoài thị trường. Đây là máy trà tường của Catorex CTR1182, và máy trà tường này dành cho các bạn anh em. Trong quá trình mình sơn bảng thì mình sẽ phải đánh giáp nai tường, nhẵn tường rồi mình sẽ sơn. Thì cái máy trà tường này sẽ đã giúp ích cho các bạn anh em trong công việc như vậy. Hôm nay em giới thiệu cho các bạn anh em cái máy trà tường có đèn này. Đây là công tắc đèn này. Đấy, đây là công tắc đèn này, em sẽ hướng dẫn cho các anh em sử dụng nhé. Đây là công tắc đèn này. Nó có 5 cấp độ. 5 cấp độ từ 1 đến 5. Từ 1 đến 5 nhé. Đây, cấp độ 1 này, 2 này. Đấy, 3 này. 4 này. 5 này, 5 cấp độ nhé. Đấy, 5 cấp độ. Và máy trà tường này nó có hút bụi nhé. Đây là tay cầm trợ lực này. Tay cầm trợ lực dành cho tay trái này, tay cầm trợ lực này. Máy trà tường nó có hút bụi nhé. Ống dẫn bụi thì nó sẽ hút vào bụi vào ống dẫn bụi ra này, xong nó sẽ ra ống bụi này, và nó sẽ ra túi đựng bụi như thế này. Đấy, còn đây là cái van của nó. Van này là van mình có thể là xả bụi trực tiếp ra ngoài cũng được, hoặc là không qua túi đựng bụi. Đây là cái van khóa này. Đấy, các bác chỉ cần gạt lên gạt xuống này thôi. Đây là van xả bụi trực tiếp nhá. Còn nếu mà mình muốn bụi nó ra ống này thì mình khóa cái van này này. Đấy, mình chỉ cần gạt lên gạt xuống này như vậy là được. Bộ phụ kiện đi kèm máy trà tường Catorex này bao gồm máy này, dây ống bụi, dây hút bụi này, dây dẫn bụi này. Đi kèm nó sẽ có khoảng tầm 4 miếng giáp này, túi đựng bụi này. Trong đó sẽ có một cái lục lăng này và hai cái đôi chửi thang. Đây là đầu cốt của nó này. Tức là đầu cốt này sẽ lắp vào cái ống dẫn bụi như thế này. Là mình xoáy vào máy thôi. Đấy, đây là máy trà tường của Catorex mới ra. Thì mẫu này thì bọn em cũng đã bán ở ngoài thị trường được khoảng tầm 2 đến 3 tháng nay rồi. Mẫu này thì em đang giảm giá cho các bạn anh em là còn 1.080.000 đồng miễn ship tặng quà anh em nhé. Nhân hàng mình được bỏ máy ra kiểm tra trước khi thanh toán nhé. Các bác nào có quan tâm về sản phẩm hoặc là muốn mua sản phẩm có thể liên hệ với số điện thoại của em ở trên màn hình là 0975842993 và 0326548330 nhé. Hoặc là để lại số điện thoại dưới video. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện trực tiếp tư vấn cho các bạn anh em. Máy trà tường Catorex có đèn. Giá máy thì bên em đang giảm giá còn có 1.080.000 đồng thôi. Ngoài thị trường những cái mẫu có đèn này thì giá rất là cao, nhưng đối với cái hãng thương hiệu Catorex này thì sản phẩm giá rất là vừa tiền và rất là chất lượng. Xin cảm ơn các anh em đã xem hết video nhé. Xin hẹn các bác anh em trong video tiếp theo nhé.